chào tất cả các em. Như vậy, ngày hôm trước thầy trò mình đã cùng nhau đi qua bài số 1 đúng không? Là bài về góc và tâm và số đo của các cung cũng như cách so sánh số đo các cái cung đó, đúng không nhỉ? Thế ngày hôm nay thầy trò mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 2 là liên hệ giữa cung và dây. Nội dung bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm các phần chính như sau. Phần thứ nhất là định lý số 1, phần thứ hai là định lý số 2. Và sau đó, cuối cùng là chúng ta sẽ cùng có một số cái ví dụ để chúng ta luyện tập, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào định lý đầu tiên. Ở trong cái định lý số 1 này thì đầu tiên chúng ta phải làm quen với khái niệm là cung căng dây hoặc là dây căng cung, đúng không nhỉ? Hai cái này thì là bản chất nó tương đương nhau và nó cùng là chỉ cái mối liên hệ giữa cung và dây có chung hay môn, đúng không nhỉ? Ví dụ cụ thể ở trên bảng của thầy là một cái hình tròn, đúng không? Có tâm O và bán kính R, đúng không nhỉ? Ở đây thầy có một cái dây AB đó, và ở đây cái khái niệm cung căng dây hoặc dây căng cung này thì các bạn sẽ hiểu rất đơn giản thôi, đúng không? Dây cái dây AB này, đúng không nhỉ? Nó sẽ căng cái cung AMB, đúng không nhỉ? Cái cung nhỏ đó. Và ngược lại, đúng không? Cái dây căng cung tức là dây AMB này sẽ căng cái cung AB. À xin lỗi, dây AB sẽ căng cung AMB, và ngược lại là cung AMB sẽ căng dây AB, được không nhỉ? Đó, rất đơn giản thôi, tức là cái góc ở cái cung nào nằm ở trong cái dây thì gọi là dây căng cung, được không nhỉ? Đó, và từ đó thì người ta suy ra những cái định, người ta có được những cái định lý về mối liên hệ này, được không nhỉ? Thì mối liên hệ như sau, nó chính là cái nội dung của định lý số 1 của chúng ta ấy. Là gì? Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, nhớ là cung nhỏ nhé, cung nhỏ đó, thì nó có này, có những cái định lý sau. Một là hai cung bằng nhau thì hai dây căng cung bằng nhau, hai cung bằng nhau thì căng hai dây bằng nhau, được nhỉ? Cụ thể ví dụ như ở đây là thầy có một cái cung AMB, đúng không? Ở đây thì có một cung khác là cung CMD đi, đúng không? CD đi. Đó. Nếu như AMB mà bằng CMD thì hai dây bằng nhau, tức là dây AB sẽ bằng dây CD, đấy nhỉ? Ngược lại, nếu như hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau. Hai dây nếu như thầy có AB bằng CD thì hai cái cung AMB bằng CMD, được nhỉ? Thì cái định lý số A nó sẽ tương đương với gì đây? A sẽ tương đương với gì đây? Tương đương hai cung bằng nhau. Đó, số đo AMB bằng số đo ATD thì AB bằng CD. Ngược lại, ý B là gì? Nếu có AB mà bằng CD thì suy ra SD AMB, đúng không? Bằng SD ATD. Đó, đây là chính là nội dung của hai cái định lý nếu như áp dụng trong cái hình vẽ này, đúng không nhỉ? Để mà chứng minh được cái định lý này thì để cho mình sẽ kể thêm hình một chút, đúng không nhỉ? Để chứng minh cái định lý này, để chứng minh như sau. Thầy sẽ nối OAOB đó. Thầy sẽ chứng minh định lý A nhé. Nếu như hai cung này bằng nhau thì cung AB bằng CD, được nhỉ? Chứng minh. Thầy sẽ
Từ cái số đo của hai cung đường bằng nhau thì sẽ suy ra hai góc ở tâm bằng nhau, tức là góc O1 và góc O2. Đúng không nha? Ta thấy ta có O1 chính bằng gì đây? Chính bằng số đo của góc AMB. O2 cũng chính bằng số đo của cung CTD. Đúng không nhỉ? Mà hai cái anh chàng này bằng nhau thì suy ra O1 chính bằng O2. Đó. O1 bằng O2, thế bây giờ chúng ta xét hai tam giác là AOB và COD. Đã có gì đây? Thứ nhất là AO bằng OC. Đúng không? Vì cùng bằng R. Thứ hai là O1 bằng O2. Thứ ba là gì đây? Là OB bằng OD. Và cũng chính bằng bằng R. Vậy suy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, đúng không? Đúng nhỉ? Cạnh góc cạnh. Từ đó các bạn suy được AB chính bằng CD. Đúng không? Đó, đây là hai cái cạnh tương ứng với nhau. Và như vậy đây chính là cái điều phải chứng minh của chúng ta, đúng không nhỉ? Xuất phát từ hai cái cung bằng nhau suy ra được hai cái cạnh bằng nhau. Đây chính là điều phải chứng minh. Đó. Tương tự như vậy, các bậc cô B thì các bạn làm hoàn toàn tương tự nhá, cũng là xét hai tam giác bằng nhau. Thì các bạn sẽ chứng minh được là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng không? OA bằng OC, OD à OB bằng OD và AB bằng CD theo giả thiết đấy nữa thì suy hai tam giác bằng nhau. Suy ra hai cái góc tương ứng này O1 bằng O2 rồi suy ra số đo của hai cung này bằng nhau. Và như vậy là các bạn sẽ chứng minh được cái định lý này một cách hoàn toàn, đúng không? Câu B này thì các bạn sẽ tự chứng minh ở nhà nhé, thầy sẽ không chứng minh thêm, không chứng minh lại nữa. Đó. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về cái định lý số 1, đúng không? Giờ thầy cho mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về định lý số 2. Ở cái định lý số 2 này thì người ta phát biểu như sau. Là với hai cung nhỏ nhá. Lại một lần thầy nhắc lại là cung nhỏ. Trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau thì cung lớn hơn căng dây lớn hơn và dây lớn hơn căng cung lớn hơn, đúng không nhỉ? Tức là gì? Tóm lại là cung nào lớn hơn thì nó sẽ có cái dây tương ứng lớn hơn và ngược lại, đúng không nhỉ? Cụ thể trong hình ở đây là đường tròn tâm O bán kính R thì ở đây cái cung AB này, đúng không? AMB cho nó rõ nhé, cung nhỏ hơn là AMB và cung nhỏ hơn ở đây cung CD là AND, ACND, đúng không nhỉ? Thì nếu như là gì đây? Cung lớn hơn căng dây lớn hơn tức là gì? Tức là nếu như AMB đúng không? Lớn hơn ND CND thì suy ra gì đây? AB lớn hơn CD. Đấy nhá. Còn câu B, ý B thì nó cũng ngược lại một chút thôi, đúng không? Ý B là gì đây? Nếu như dây lớn hơn tức là AB lớn hơn CD thì sao đây? AMB sẽ lớn hơn số đo của CND. Đúng không nhỉ? Đó. Rất đơn giản thôi đúng không nhỉ? Và bây giờ cái định lý này thì thầy không yêu cầu các bạn tự không cần phải chứng minh nữa. Đúng không nhỉ? Chúng ta tạm thời chấp nhận cái định lý này. Đó. Để các em có thể hiểu kỹ nữa, thầy cho mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập như sau. Bây giờ thì cho mình sẽ cùng nhau đi vào cái bài tập đầu tiên trong phần luyện tập đúng không nhỉ? Đề bài cho chúng ta một tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O. Đó, đây là đường tròn tâm O. Biết góc A bằng 40 độ, A ở đây có thể bằng 40 độ. Đúng không nhỉ? Đó, so sánh cung nhỏ AB cung nhỏ nhá, AB, AC và BC. Đúng không nhỉ? AB này, BC này, AB này, BC này và AC. Đúng không nhỉ? Để mà rõ hơn thì phải đặt tên các cái cung này cho nó rõ ràng. Đây là M, AMB, BC,
NC và CAT à, CTA được chưa nhỉ? Đó. Bây giờ để so sánh được các cái cung nhỏ này thì chúng ta phải so sánh cái gì đây? Đúng không? Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ so sánh các cái góc. Đấy là tính các cái góc tương ứng ở đây. Được nhỉ? So sánh được các cái góc ở đây và thấy là gì đây? Sau khi mà có các cái góc này tương ứng thì các bạn sẽ so sánh được được tỉ à, được các cái cạnh trong trong tam giác. Từ các cạnh trong tam giác thì đây cũng chính là các cái cung đúng không? À, xin lỗi, là các cái dây dây chắn các cái cung tương ứng đúng nhỉ? Đó, vậy như vậy thì chúng ta so sánh độ dài các cái cạnh trong tam giác này rồi rồi suy ra kết luận về về độ dài của các cái cung đúng nhỉ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như sau. Xét tam giác cân ABC. Có gì đây? Có góc B bằng góc C. Đúng không? Và bằng cái gì đây? Các bạn có thể làm tắt một chút được đúng không? Chúng ta có định lý là tổng ba góc trong tam giác bằng 180 độ, đúng không nhỉ? Vậy thì suy ra là góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ trừ góc A. Đúng không? Và hai cái này cộng lại thì bằng nhau, thì bằng bằng cái này, đúng không? Suy ra một trong hai cái này, B bằng C và sẽ bằng cái này chia cho trừ 2. Bằng bao nhiêu đây? Các bạn nên nhẩm giúp thầy nào. Đây là 140 độ, 140 độ trừ đi 2 chia 2 bằng 70 độ, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì đây? Suy ra này. Góc B bằng góc C và lớn hơn góc A. Đúng nhỉ? Đó. Mà các bạn cũng có nhớ cái định lý ở trong một cái tam giác là gì đây? Góc lớn, góc nào lớn thì cạnh đối diện với nó cũng lớn. Đúng nhỉ? Nhớ nhá. Trong một tam giác thì góc lớn hơn thì cạnh đối diện của nó cũng sẽ lớn hơn. Đúng nhỉ? Như vậy từ đây các bạn sẽ suy ra được gì đây? Tỷ lệ về các cái cạnh là gì đây? Góc B thì góc đối diện là gì? Là AC. Sẽ bằng đối diện góc C là AB. Đúng không? Nó sẽ lớn hơn đối diện góc A chính là góc BC. Đó, đây chính là cái sự so sánh về ba cạnh của một tam giác. Thì đây cũng chính là ba cái dây đúng không? Dây AC này, đúng không? Dây AB này và dây BC này, đúng nhỉ? Như vậy thì các cái cung này sẽ lần lượt như sau. Đây các bạn suy ra được số đo của các cái cung đúng không nhỉ? AC thì chính là ATC. Cung nhỏ mà, đúng không? Cung nhỏ ứng với dây AC bằng số đo cung AMB. Và sẽ lớn hơn số đo của cung nào đây? Số BNC. Đó. Như vậy, đây chính là cái sự so sánh các cái cung ứng với các cái dây. Nên để bài cho. Được không nhỉ? Như vậy, thầy trò mình đã giải quyết xong rất đơn giản một cái ví dụ đầu tiên, đúng không nhỉ? Bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Bài tập tiếp theo, thầy trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập số 13 trang 72 xe khoa, đúng không nhỉ? Đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau, đúng không nhỉ? Đó, thì hai cái cung bị chắn ở đây là AB và CD. À, xin lỗi, hai cái cung bị chắn bởi hai dây song song là dây AB và dây CD, đúng không nhỉ? Thì ở đây thì thầy chia làm hai trường hợp. Trường hợp một là hai cái dây này nằm cùng một phía nửa đường tròn, tức là gì? Nó nằm phía trên nửa đường tròn. Hoặc là thầy có một cái đường kính mà nào đó và nó sẽ chia cái đường tròn này ở bên nửa bên trên. Và ngược lại, cái trường hợp thứ hai là AB và CD này nằm ngược phía, đúng không? Nếu là thầy có cái đường kính song song với hai đường này chia đôi ra thì nó sẽ ngược phía, được chưa nhỉ? Đó, và thầy chứng minh cái này theo hai trường hợp. Thì muốn được chứng minh được cái này thì thầy làm gì, đúng không? Chứng minh rằng trong một đường tròn hai cung chắn, vậy thì ở đây hai cái cung bị chắn bởi hai dây song song thì bằng nhau, tức là gì? Nghe nghe nó hơi khó hình dung đúng không nhỉ? Hai cái cung bị chắn bởi hai dây song song ở đây chính là cái đoạn cung AD và cung BC. Thì muốn chứng minh hai cái cung AD và CB này thì chúng ta phải chứng minh hai cái dây tương ứng là hai dây AD và CB bằng nhau. Đúng nhỉ? Đó, hai cái dây dây này bằng nhau trong hai trường hợp tương ứng, đúng nhỉ? Muốn chứng minh hai cái dây này bằng nhau thì chúng ta phải làm gì? Thì
Để giải quyết này chúng ta để giải quyết chúng ta sẽ kẻ một cái đường đường kính song song với hai cái đoạn ABCD này và sẽ đặt là MN. Đúng nhá? Đường kính MN. Đó. Và từ đó thầy kẻ kẻ các cái đoạn gì đây? Nối các cái đoạn O, D, O, đó, trong hai cái trường hợp này thì thầy cũng kẻ nối giống nhau và thầy đều kẻ một cái dây MN là đường kính, đúng không? Đường kính này song song với cả AB và CD. Được chưa? Đây là tâm O. Rồi, bây giờ thầy sẽ giải quyết bài toán này như sau. Giải. Dây kẻ kẻ đường kính MN song song với AB song song với CD. Được không nhỉ? Như vậy là gì đấy? Cái cung của thầy là cung trong trường hợp 1 là trường hợp mà hai AB và CD ngược nằm hai phía khác nhau đối với MN thì cái góc AOD này đúng không? Sẽ bằng cái gì đây? AOD của thầy sẽ bằng góc O1 cộng với O2. Đúng nhỉ? Đó. Còn ở bên này thì là O3 và O4, đúng không? O3 và O4. Bây giờ muốn chứng minh được hai cái dây AD bằng dây BC thì các bạn phải chứng minh được là góc AOD bằng góc BOC. Đúng không nhỉ? Ở đây vì chúng ta làm sao rồi, chúng ta học rồi đúng không? Hai cái cung bằng nhau thì sẽ chắn hai cái dây bằng nhau, đúng không nhỉ? Mà muốn chứng minh được hai cái cung bằng nhau thì phải chứng minh được số đo ở góc ở tâm của chúng bằng nhau. Tức là chúng ta phải chứng minh được là AOD bằng BOC, đúng không nhỉ? Hai cái này bằng nhau thì muốn như thế thì chúng ta phải làm gì? Thì các bạn sẽ quan sát cho thầy này. Ở đây góc O1 và góc O3 này thì chúng ta thấy là nó có thể bằng nhau được hay không? Thì các bạn thấy ngay, góc O1 của chúng ta sẽ bằng góc A mấy? A1, đúng không nhỉ? O1 bằng A1. Tương tự như vậy, tại vì đây là hai góc xoay trong, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy, đó có B1 thì bằng bằng O3, đúng không? Đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì? Góc A1 bằng góc B1 không? Vì tam giác OAB cân mà, đúng không nhỉ? OAB cân. Thế vậy thì hai cái này bằng nhau, suy ra hai cái dưới bằng nhau. Tương tự các bạn có hai cái dưới bằng nhau thì các bạn cộng hai cái vế này lại thì thấy là góc AOD bằng góc BOC. Được chưa nhỉ? Tương tự như vậy ở bên dưới này, đúng không? Thì các bạn giải quyết bài toán này như sau. Chúng ta ở đây đặt luôn góc các cái góc ký hiệu trùng nhau nhá. Đây là góc chúng ta sẽ đã gọi tên đi, gọi tên đi. Đúng nhỉ? Từ đây, vì MN song song với AB nên các bạn sẽ có góc BAO bằng góc MOA. Đúng không nhỉ? Đó. Ứng với cả hai trường hợp luôn, đúng không? Góc BO B A O đúng không? Đấy chính là góc này sẽ bằng góc M O A, đúng cả hai trường hợp luôn, đúng không nhỉ? Và gì đây? Tiếp theo là góc gì đây? Góc A B O sẽ bằng góc gì đây? A B O thì sẽ bằng góc N O B, N O B, đúng không nhỉ?
Thế từ đây các bạn sẽ suy ra điều gì đây? Mà góc O A B bằng góc O B A, đúng nhỉ? Vì sao? Vì tam giác OAB cân tại mấy? OAB cân tại O, đúng không nhỉ? Đó, từ đây các bạn sẽ suy ra được là góc MOA bằng góc NOB. Đó, bằng góc NOB, đúng nhỉ? Đúng với cả hai trường hợp luôn. Các bạn có này, MOA bằng NOB, và ở đây cũng trên như thế. Thì các bạn lại tiếp tục, các bạn có này, tương tự thì các bạn sẽ chứng minh được. Chứng minh được gì đây? Góc DOM hay là MOD thì bằng NOC. MOD thì bằng NOC. Được không nhỉ? Hai cái này bằng nhau. Rồi. Thì các bạn sẽ có trong trường hợp mà hai cái này ngược phía nhau. Thì mà một trường hợp 1 đến đây mới xét trường hợp nhá. Trường hợp 1 là gì đây? AB và CD khác phía đối với MN. Thế thì các bạn sẽ có gì đây? Góc AOD đúng không? Đây, cái này không phải bên trường hợp này chúng ta cộng với đối với đúng không nhỉ? Chúng ta lấy MOA cộng với MOD. MOA cộng MOD thì sẽ bằng gì đây? Tương ứng trong con NOB cộng với NOC. Đúng không? Và hai này cộng lại thì bằng gì đấy? AOD chính bằng góc BOC, đúng không nhỉ? Hai góc này bằng nhau đúng không? Hai góc ở tâm bằng nhau thì suy ra hai cái cung bằng nhau đúng không nhỉ? Suy ra số đo ở cung AD AMD đi cho nó chắc đúng không? Để các bạn đỡ phải nhầm. Bằng số đo cung BNC, đúng nhỉ? Số đo hai cung này bằng nhau. Thế từ đây các bạn sẽ suy ra gì đây? Số đo hai cung này bằng nhau, vậy từ đây các bạn sẽ suy ra là gì đây? Hai cái số đo này bằng nhau thì suy ra hai cái dây chắn bởi hai cái cung này bằng nhau, suy ra là AD đúng không? Sẽ bằng bằng BC. Và đây chính là gì? Điều phải chứng minh. Đúng nhỉ? AD bằng tức là gì đấy? Hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau, đúng nhỉ? À đây, điều chúng ta phải chứng minh là hai cái cung bằng nhau, vậy suy ra chuyển đến đây này. Suy ra hai cái cung cung AD bằng cung BC thôi, chứ không phải là hai đoạn thẳng, đúng nhỉ? Tương tự như vậy, đối với trường hợp 2. Trường hợp 2 các bạn có gì đây? Chúng ta thay vì cộng hai cái này về đối với, chúng ta trừ về đối với, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy MOA trừ đi BON, à xin lỗi, trừ đi MOD sẽ bằng BON trừ đi CON, đúng không nhỉ? Và cái này sẽ bằng gì đây? MOA trừ đi MOD thì chính bằng AOD sẽ bằng BOC, đúng không nhỉ? Vậy thì suy ra đến đoạn này thì tiếp theo sẽ giống nhau thôi, đúng không nhỉ? Đơn giản các bạn sẽ có suy ra được, suy ra số đo của
số đo của gì đây? Cung AMD. À, số cung AD bằng số đo cung BC. Được chưa? Từ đây các bạn sẽ suy ra được là AD, cung AD sẽ bằng bằng cung BC. Được nhỉ? Số đo AB, AD sẽ bằng BC. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 13 trang 72 sách giáo khoa rồi, đúng nhỉ? Bài học chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.